Xin chào thân anh em là bốn thân thương, ta theo dõi cả bóng đá. Ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong tâm thư và chủ nhân của bức thư lần này được chúng tôi lựa chọn đó là thủ thành Kasper Schmeichel, một cái người đã phải sống rất lâu với cái bóng của cha mình, thủ thành huyền thoại Peter Schmeichel. Sau khi mà ông đã trở thành một huyền thoại rất vĩ đại trong bóng Man United cũng như là của cả nhà ngoại hạng Anh, và phải mãi rất rất lâu thì Kasper mới thực sự thoát ra khỏi cái bóng của cha mình. Thì trong cái ngày mà câu lạc bộ Chelsea đá với Tottenham Hotspur, cái ngày mà quyết định cái số phận của Leicester City ở mùa giải năm đó, Kasper Schmeichel không tụ tập ở nhà của Jamie Vardy giống như cái đồng đội của mình, mà anh chọn cách ở nhà với những người thân. Nhưng cái cách mà Kasper Schmeichel né tránh TV để mà xem cái trận đấu đó, nó cũng là một cái câu chuyện cực kỳ thú vị. Và khi mà anh biết được rằng mình đã chính thức trở thành nhà vô địch nước Anh, thì cái cảm xúc của Kasper Schmeichel khác hoàn toàn so với những đồng đội của mình đang ăn mừng của nhà của Jamie Vardy. Và ngày hôm nay chúng ta cùng đến với bức tâm thư đầy cảm xúc này của thủ môn người Đan Mạch nhé. Không điện thoại, không tivi, không internet, không gì cả. Cúp sạch hết. Đó chính là kế hoạch của tôi. Chúng tôi chưa vô địch và tôi không hề muốn nhắc tới Spurs. Chừng nào chúng tôi chưa vô địch, tôi muốn tập trung vào đội bóng của mình. Chúng tôi, Leicester City. Nghe có vẻ mỉa mai nhỉ? Nhưng lẽ thường mà, đó là vì tôi hiểu mình chẳng ảnh hưởng gì tới việc Tottenham đã khiến tôi phát điên. Tôi biết Tottenham đang thi đấu và trận đấu có thể ảnh hưởng trực tiếp tới việc chúng tôi có vô địch hay không. Nhưng tôi không cho phép mình xem trận đấu của họ. Thay vào đó, tôi làm mấy chuyện điên khùng. Tôi tắt điện thoại, quăng nó ở đâu đó trong xe và vào rạp chiếu phim xem phim một mình. Nhưng rồi, tôi cũng có xem được trọn vẹn bộ phim đâu. Chẳng thể tập trung nổi cỡ đấy. Tôi chỉ... Việc gì cũng đỡ áp lực hơn việc phải ngồi trước TV và hò hét cố lên, ghi bàn đi, đại loại như vậy. Vài tiếng đồng hồ sau, tôi phải bật lại cái điện thoại để check kết quả. Và ít ra, tôi cũng đã tự buông thả mình khỏi cái chuyến tàu lượn mệt ốc này. Rốt cuộc, tất cả mọi chú ý đều dồn vào trận đấu giữa Chelsea và Tottenham Hotspur. Còn kết quả thì giờ đã quá rõ ràng. Nếu như Tottenham hòa hoặc thua thì chúng tôi sẽ vô địch. Gia đình tôi biết rõ sự quan trọng của trận đấu. Vợ tôi, đám con nít ở nhà, cả anh rể đều quay quần lại để theo dõi và cổ vũ. Nhưng tôi lúc ấy là như một mớ hổ lốn. Tôi chẳng hề muốn xem. Vậy nên tôi đành ra ngoài ăn tối ở khu phố gần nhà. Tôi muốn một bữa tối ấm cúng, thật an nhiên, trầm lắng và không phiền muộn. Đương nhiên, chỉ nghĩ thoáng đến trận đấu là tôi lại trở nên hoảng loạn. Vợ tôi và anh rể cảm thấy trong tôi thật hài hước. Nhưng tôi nhìn có giống chút nào là đùa không? Chúng tôi kết thúc sớm bữa ăn rồi quay về nhà vì tôi quá sốt ruột. Tôi chẳng thể nào giữ nổi bình tĩnh. Ngay khi bước chân vào nhà, tôi lập tức kiếm thứ gì đó, bất cứ cái gì cũng được. Mục đích chỉ để đánh lạc hướng tôi khỏi trận đấu. Vậy nên, tôi nói với vợ. À đúng rồi, hay là anh cho mấy đứa nhỏ lên giường ngủ. Rồi tôi lên gác và ru ngủ chúng. Những ngày vui vẻ, rồi mẹ chúng vào phòng chúc cha con tôi ngủ ngon. Tôi nhìn vợ và tôi đoán được vài điều từ ánh mắt của cô ấy. Em biết được điều gì đó phải không? Hả? Sao? Em có biết gì đâu. Em đúng là đồ không biết nói dối. Em cứ nói anh nghe xem. Mặt vợ tôi chìm nghiễm. Tottenham đang dẫn 2-0. Đầu đớn. À ừ, thôi, để cha xem nốt trận đấu vậy. Spurs dẫn 2-0. Tôi nghĩ, chà, có gì mà phải căng. Chẳng có gì quá tai hại cả. Thế trận an bài rồi. Và giờ hãy xem mà không cần quá áp lực với kỳ vọng của mình từ trước. Con gái tôi ngủ trước rồi, nhưng còn thằng cu thì vẫn thức. Vậy nên chúng tôi cùng nhau trong phòng và xem phần còn lại của trận đấu. Thằng bé ngồi trên đùi tôi, bắt đầu ngái ngủ, chìm vào trong vô thức. Và rồi, bạn tin nổi không?
Pang, Chelsea có bàn thắng đầu tiên. Tôi thì như kiểu, tạ ơn Chúa, làm ơn cho con giữ được bình tĩnh, hãy giúp con đừng gào thét. Chỉ cần Chelsea ghi một bàn nữa là chúng tôi sẽ vô địch. Tôi đang giữ thằng nhỏ trong tay khi nó đang dần chìm vào giấc mơ. Tôi phải cố gắng không cục cửa, kẻo đánh thức nó. Tim tôi thì đập thành thịt, và rồi nó cũng thật sự nhắm mắt. Và điều thần kỳ xảy ra, Chelsea ghi bàn thắng thứ hai. Giờ thì tôi như kiểu thầm thì gào với vợ, như kiểu: em, bế nó giùm anh đi em. Cứ bế thằng nhóc đi. Oh my god. Tôi bắt đầu phát cuồng lên. Đợi suốt 6 phút cuối thật kinh khủng, chẳng có gì ngoài sự dai dẳng. Nhưng rồi, William đưa cú đá phạt ra ngoài góc thay vì sút. Trọng tài tuyết coi, ở đỉnh tỷ số hòa 2 đều. Thế là xong. Chúa ơi, tôi xúc động đến mức úp mặt vào tay và khóc nức nở. Tôi nhớ rõ tình trạng cái điện thoại của tôi đêm đó. Tôi chưa từng thấy nó như thế bao giờ cả. Nó hết pin khi trận đấu chỉ vừa kết thúc có 10 phút, bởi vì tôi nhận được 88 cuộc gọi điện, hình như vậy. Và 260, phải, 260 mấy tin nhắn. Tôi chụp lại màn hình điện thoại cho hậu thế biết được điều điên rồ gì đã xảy đến với tôi. Có điều gì đó thật to lớn, vĩ đại, khiến tôi như phát điên. Chúng tôi đã là nhà vô địch. Khoảnh khắc đó đã ở trong tâm trí tưởng tượng của tôi suốt 25 năm trời. Khi tôi còn nhỏ và cha tôi thi đấu ở Manchester United, tôi thường đứng sau khung thành để theo dõi Eric Cantona, David Beckham, Paul Scholes, Mark Hughes, Henrik Jenkins, Ryan Giggs, và tôi thường cố bắt chước cú sút đi trượt khung thành của họ, tưởng tượng rằng mình là người đỉnh đoạt danh hiệu cho Man United. Được thực sự làm điều gì đó trong đời và làm với Leicester, tuyệt vời. Tôi không nghĩ đến điều kỳ diệu mà chúng tôi làm được cho đến khi đi du đấu hè trước thêm mùa giải trên đất Mỹ. Tôi vẫn nhớ khi toàn đội đang ăn trong một cửa tiệm ở Los Angeles, có một anh chàng chạy đến bàn của chúng tôi, một anh bạn tốt bụng và thân thiện nhưng có vẻ khá tộc mạch. Anh ta nói: mấy bạn là Leicester gì đó ư? Tôi đáp: vâng, chúng tôi là Leicester. Trời, mấy bạn thật sự tuyệt vời lắm, các bạn đã vô địch được FA Cup. À, là Premier League, bọn này vô địch ngoại hạng Anh. Giống là kiểu đá playoff hay sao? Không, không phải kiểu đó. Bọn này đá giải, có tới 38 vòng đấu lận. Ghê dữ, 38 vòng. Ừ, mấy bạn tuyệt vời lắm, tôi chẳng biết nói sao nữa, các bạn đơn giản là số 1. Mọi người ai nấy đều đãi ra quần, nhưng nghĩ lại thấy cũng hay khi đến cả một anh chàng người Mỹ lắm chuyện, không biết gì về bóng đá, vẫn biết đến câu chuyện của Leicester City. Mọi người cứ hay gọi điều chúng tôi làm là điều thần kỳ hay là chuyện cổ tích, đại loại vậy. Nhưng thử nhìn xem, hơn 38 trận, chẳng có phép màu gì sất. Mùa đó tương đối đơn giản nếu so sánh với hành trình của đội bóng ngay từ đầu. Tôi nghĩ những đồng đội của tôi cũng sẽ nói như vậy. Nhưng ai đâu mà làm vừa lòng người được chứ. Ai muốn nghi ngờ thì mặc kệ họ, tôi cũng không quan tâm. Hành trình của tôi đến Leicester, chà, như một chuyến tàu lượn vậy. Khi mới khởi nghiệp, tôi cứ nghĩ nó sẽ xuôi chèo mát mái. Tôi bắt đầu ở Man City từ khi 15 tuổi. Trong ngày luyện tập đầu tiên, tôi nghĩ mình sẽ lao ra, cản được vài cú sút hay chạy vài vòng với đội trẻ. Kevin Keegan là huấn luyện viên đầu tiên của tôi, và ngay từ thời điểm đó, ông hình như đã có kế hoạch gì đó dành cho riêng tôi. Một hôm, khi các cầu thủ đội 1 đang chơi trên sân 7 người, huấn luyện viên vẫy tay, gọi tôi lại và bảo: Casper, vào sân đi con. Tôi nhìn lại ông ấy và hỏi: vào đó và chơi với mấy anh lớn luôn à? Ông ấy gật đầu: đúng. Thế là tôi vào sân. Tôi sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc ấy. Giữa trận, Ejan Berkovic dừng ngay trận đấu rồi hét lớn với huấn luyện viên: cái đéo gì thế? Thằng này là thằng nào? Nhưng mọi người lại kiểu: kệ nó đi Ejan, đá tiếp đi. Tôi đã chơi khá ổn, tôi nghĩ là vậy. Tôi vẫn giữ cho mình năng lượng trong suốt buổi tập. Nhưng rồi đến cuối buổi, huấn luyện viên vẫy gọi tôi lại lần nữa và nói: cần con tập số với Nick. Nick ở đây là Nicolas Anelka. Và anh ấy thực sự hủy diệt tôi. Hủy diệt không thương xót. Nhưng tôi phải ráng làm gì đó để Man City có thể nhận ra tiềm năng của tôi, vì tôi rốt cuộc được đề nghị một bài hợp đồng dưới dạng học sinh. Từ ngày đó, tôi nghĩ tương lai của mình là ở Man City. Đến sân tập, đồng phục thì được giặt ủi, giày dép được xếp gọn gàng ngay ngắn, cơm nước cũng được có người nấu cho. Có lẽ tôi còn hơi ngây thơ với bóng đá thời điểm ấy. Rốt cuộc, tôi chơi 8 trận cho Manchester City và hơn 400 trận cho Darlington, Bury, Falkirk, Cardiff, Coventry City, North County, Leeds United và Leicester City. Mọi người sẽ nhìn vào trang Wikipedia thông tin của tôi rồi tự hỏi: cái quái gì vậy anh bạn? Tôi đều đáp lại đúng một câu: tôi chỉ muốn chơi bóng. Với tôi,
khi bạn là một thủ môn, bạn sẽ không học được gì nếu chỉ mãi ngồi trên khán đài và tới tháng lãnh lương. Bạn sẽ không học được gì khi ăn bữa trưa organic nơi bàn buffet. Bạn hiểu ý tôi mà. Bạn chỉ có thể rút ra kinh nghiệm từ thực tế. Ngay cả khi tôi xuống giải hạng tư trong Albury năm 19 tuổi, tôi vẫn học được nhiều thứ chứ. Tôi đã chiến đấu để trụ hạng, luyện tập trong công viên địa phương với lũ chó lông nhông ở khắp nơi, đạp lên những mảnh chai vỡ để phát bóng. Tôi đã học như vậy mà. Bạn phải tự hành động. Tôi được chứng kiến nhiều điều vĩ đại trên đời. Tôi theo dõi các huyền thoại Man United mỗi ngày thời thơ bé. Và tôi nghĩ rằng điều đúng đắn mà người ta không nhận ra, dấu tài năng là vô cùng quan trọng. Nhưng điều ấy chẳng thấm thiết gì nếu bạn không khổ luyện. Khán giả họ theo David Beckham uống một đường cong tuyệt mỹ từ chấm đá phạt vào mỗi chiều thứ bảy, rồi cứ nghĩ anh ấy làm điều ấy thật tự nhiên. Họ làm rồi, họ đã không thấy Beckham thực hiện hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn cú sút trong nhiều năm trời, từ mọi góc và mọi khoảng cách. Còn nữa, từng giây từng phút Gary Neville tập ném biên vào vòng cấm chắc chắn không vô nghĩa đâu. Tôi thấy những việc tẻ nhạt các huyền thoại làm mỗi ngày, và điều đó tạo nên cách suy nghĩ cho tôi. Tôi chỉ muốn chơi bóng, dù cho có thế nào đi chăng nữa. Điều điên rồ trong câu chuyện đời tôi, đó là tôi chỉ đến Leicester và Leeds gạt bỏ tôi. Nhiều cầu thủ nói thế và nói như một kiểu sáo ngữ. Chủ tịch của Leeds nói rõ ràng rằng với tôi, câu lạc bộ không muốn có tôi. Tôi đang tận hưởng kỳ nghỉ của mình ở Đan Mạch ở cuối mùa đầu tiên ở Leeds. Tôi nhận được một cú điện thoại đường đột từ bạn của mình. Đầu dây bên kia lên tiếng: "Chúc mừng nha bạn hiền, sao mày không báo tin vui cho tao?" Tôi hỏi lại: "Báo tin gì?" "Thì mày mới ký hợp đồng với Leicester City kìa." "Cái gì?" "Đúng vậy, báo chí khắp nơi đưa tin rồi anh bạn." Còn tôi thì vẫn đang không hiểu nó đang nói cái quái gì. Mấy tiếng đồng hồ sau đó thật căng thẳng, tôi liên tục gọi điện thoại cho mọi người ở Leeds để hỏi thăm tình hình, nhưng chẳng ai đáp lại. Thật sự điên rồ. Và rồi chủ tịch cũng gọi cho tôi. Ông ấy nói: "Chúng tôi sẽ chào đón cậu ở lại đây, nhưng cậu sẽ không chơi trận nào nữa đâu. Thế nào hả?" "Leeds không cần tôi, nhưng Leicester lại hoan nghênh tôi. Đơn giản là vậy." Ở thời điểm đó, thực chẳng khác nào một khoảnh khắc thay đổi cuộc đời. 5 năm sau, tôi đang ngồi trên ghế sofa với con trai đang ngái ngủ trong vòng tay, và tôi trở thành nhà vô địch nước Anh. Tôi xúc động đến phát khóc. Giải thích sau đây nhỉ? Cách duy nhất để có thể giải thích điều đã xảy ra ở Leicester, đó là chúng tôi sử dụng một bầu không khí đặc biệt. Leicester là một đội bóng gắn kết theo một cách hiếm hoi trong bóng đá. Tôi chơi với những cầu thủ này 6-7 năm rồi. Nigel Pearson xứng đáng được ghi nhận nhiều hơn, bởi ông ấy đưa chúng tôi đi khắp cùng trời cuối đất. Ông ấy không ký kết với cầu thủ, ông ấy ký kết với những con người bị ruồng bỏ. Và chỉ những con người ấy mới có thể chứng minh tinh thần chiến đấu của họ thực sự mạnh mẽ. Với tôi, tất nhiên chúng tôi sẽ làm mọi thứ như một nhóm Leicester. Tôi không nói rằng tôi biết chúng tôi sẽ vô địch giải đấu, nhưng cuối mùa 24-25, chúng tôi trụ hạng thành công. Tôi có linh cảm tốt đẹp về hành trình tiếp theo của cả đội. Và rồi N'Golo Kanté gia nhập Leicester. Trong vài buổi tập đầu tiên, cậu ấy đọc đường truyền cực kỳ tốt và chiến thắng trong mọi cú tác bóng. Giống như kiểu: "Tên nắm lùng này kinh thật, hắn chẳng phải người thường. Cậu ta là một cái máy đúng hiệu, làm sao mà cậu ta có thể tắt bóng hay như vậy?" Tôi nhớ Kanté đoạt được bóng ngay rìa vòng cấm, và sau 6 giây bóng được đưa đến cột phạt góc. Tôi nói nghe có vẻ điên rồ, nhưng tôi đã từng thành thực. Đây có thể là một đội bóng Champions League. Dự đoán của tôi có hơi xa một tí. Tất nhiên, kết quả thật nằm ngoài sức tưởng tượng. Leicester City, nhà vô địch Premier League. Thật sự là một bài học hay về tinh thần tập thể. Tôi nói thế vì tôi có chung cảm giác với Đan Mạch khi tham dự World Cup lần này. Tôi thực sự nghĩ chúng tôi có thể tạo nên một điều gì đó cùng nhau. Chúng tôi có vài năm khó khăn trong suốt thập kỷ vừa qua, nhưng với vài cầu thủ tài năng và vị huấn luyện viên đương nhiệm, chưa kể tinh thần và tâm lý đang thoải mái mà chúng tôi sẵn có, sẽ thú vị lắm đây. Đan Mạch là một đội bóng trẻ với lối chơi thực dụng. Chúng tôi dễ dàng thích ứng cho các trận đấu knock out đầy thử thách. Chưa kể, trong đội còn có một ngôi sao lớn, một nhà trưởng tài năng có thể chiếm lĩnh trận đấu, Christian Eriksen. Kể cho bạn nghe, thằng nhỏ Eriksen có khả năng vượt quá tầm mô tả của bạn về bóng đá. Cậu ta có thể là cầu thủ tốt nhất tôi từng sát cánh. Nhãn quan của cậu ấy thực sự vượt tầm, bên cạnh khả năng chuyền bóng thượng thừa. Hài hước thay, còn một điều nữa mà tôi thường nói với cậu ấy là Eriksen hoàn toàn không biết chơi cá nhân. Cậu ta có lẽ là người Đan Mạch đàn ông nhất thế giới. Tôi hay trêu cậu ấy: "Này, nếu cậu chỉ cần có một chút khả năng ăn vạ thôi, cậu có thể sẽ ghi được nhiều bàn thắng hơn đấy." Nhưng Chris là một mẫu cầu thủ đồng đội, và đó chính là phong cách của cậu ấy. Ngoài sân thì Eriksen cũng vẫn vậy. Nếu vô tình gặp nhau trên phố mà bạn không biết cậu ấy, có lẽ bạn sẽ nghĩ cậu ấy chỉ là một gã bình thường, một tay kiến trúc sư hay là họa sĩ gì đó. Nhưng thực tế, cậu ấy đích thị là một thiên tài bóng đá.
À, hoa mỹ hơn là một gã Đan Mạch bình thường có cả thế giới trên đôi bàn chân. Và Đan Mạch tất nhiên không chỉ có một Christian, chúng tôi còn có một đội bóng thực sự. Tham dự World Cup nhờ vòng playoff, có lẽ chúng tôi đã không quá nổi bật trên đất Nga, nhưng với người Đan Mạch, điều đó thật sự lại khá phù hợp. Tôi đã buộc phải theo dõi hai kỳ World Cup liên tiếp trên các dự bị. Và như bạn cũng biết, tôi thật sự ngứa ngáy khi xem một trận đấu trên ghế sofa. Tôi cần phải ra sân ngay. Hector vỡ đầu mấy thằng hậu vệ. Móa, phòng ngủ chơi ngon lành vô nào. Đó mới chính là điều khiến tôi cảm thấy hạnh phúc nhất. Ký tên Kasper Schmeichel, Moscow, ngày 16 tháng 6 năm 2018.